ngân hàng nhà nước điều hành kiểu gì, bán đô từ trước có phải tỷ giá đã hạ rồi không mà ai gần đây mới bán, vẫn có tác dụng nhưng mà hành động hơi chậm. Mày ngon mày lên điều hành đi, đấy là người khác sẽ bảo bạn thế, còn tôi ấy, tôi chỉ bảo bạn thế này thôi, bởi vì họ không thực sự muốn bán. Thứ nhất là để cân đối lợi ích này, thứ hai là nguồn dự trữ ngoại tệ. Kinh tế luôn đi liền chính trị, khi mình từ dưới nhìn lên rất khó có cái nhìn bao quát. Bản thân các nhà điều hành ấy có khả năng tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn chúng ta và họ cũng có nhiều bài toán lợi ích phải cân đối hơn. Như ở Mỹ, Fed là cơ quan độc lập được quyền quyết định các chính sách tiền tệ và các vấn đề liên quan, không cần sự chấp thuận của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, ở Việt Nam ấy, thể chế chính trị khác vị, sự liên kết giữa các bộ máy nhà nước sâu sắc hơn nhiều. Ví dụ nhá, thủ tướng và các bộ đặt ra mục tiêu hỗ trợ kinh tế để đời sống người dân được đảm bảo hơn, mà thống đốc ngân hàng nhà nước lại có những chính sách và hành động điều tiết đi ngược lại với mục tiêu đấy thì không ổn tí nào đâu. Phải cân đối mục tiêu các bên cái đã. Tiếp theo, trong quá khứ ngân hàng nhà nước sẽ bán đô mạnh mẽ ổn định Việt Nam đồng khi Việt Nam đồng mất giá khoảng 2% so với đô la trong cùng kỳ. Nhưng khi Việt Nam đồng mất giá 4,3% so với đô la trong cùng kỳ vào tháng 10 năm 2023, ngân hàng nhà nước vẫn chưa can thiệp mạnh mẽ. Cho đến bây giờ khi tỷ giá tăng nóng trên 5% rồi thì họ mới can thiệp. Theo IMF, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đầu năm nay vào khoảng 93 tỷ đô. Con số này tương đương tầm 3 tháng giá trị nhập khẩu. Con số này cũng được gợi ý bởi Ngân hàng Thế giới, nghĩa là Việt Nam không có lượng dự trữ ngoại hối quá lớn. Do đó, tao nghĩ họ cũng không thật sự muốn bán đô đâu, trừ phi tỷ giá quá là căng. Đấy, tao với mày thì bán đô phải nâng lãi suất chính sách là ngon về mặt lý thuyết, nhưng chắc gì trên thực tế đã ngon. Giờ thắt chặt tiền tệ, khéo một bộ phận cũng bảo không biết điều hành kiểu gì mà dân kinh doanh làm ăn khó khăn, khó no đủ như vậy. Nói chung ấy, đúng sai cũng mong manh lắm, chỉ có phù hợp đến mức độ nào thôi và rất là khó thỏa mãn lợi ích của các bên. Để cập nhật những cơ hội cổ phiếu đánh sóng ngành cũng như theo dõi livestream nhận định thị trường, các bạn hãy tham gia cộng đồng của Ngọc qua link bio nhé. Ngọc Yakun, phím lệnh kỳ lân, chốt lãi suất thần.